Xin chào mọi người, hôm nay sẽ hành lý một số hàng bơm và hàng chuyển hoàn gì nha. Và hôm nay cũng về được số máy rồi, em sẽ hành lý hết nha mọi người. Giá từ hơn 2 triệu mấy thôi. Thì đầu tiên sẽ là con Samsung S10 này, con này Samsung S10 nha. Con này sẽ bán giá là 4.800.000 Samsung S10 nha mọi người. Đó, ngoại hình khá đẹp nha. Để bật đèn LED cho mọi người xem. Đó, ngoại hình còn khá đẹp nha. Nhưng bán là 4.800. Tình dạng con này là full chức năng nha mọi người. Này, con này là bản Nhật đã trả lên công quốc tế cho mọi người. Nó có một cái lỗi nhỏ là cái vân tay là không sử dụng được nha mọi người. Đó, không sử dụng được vân tay nha. Còn mọi chức năng khác thì sử dụng bình thường. Em sẽ hành lý là em sẽ hành lý là giá là 4.800 nha. Đó, em sẽ hành lý là giá là 4.800 nha mọi người. Máy còn nguyên zin nha. Đó, còn áp suất đầy đủ nha mọi người. Ngoại hình này đẹp chín chín nha. Samsung S10 giá là 4.800.000. Đó. Bản Nhật thì chạy con chip Snapdragon là 855 GB 8, bộ nhớ là 128 GB nha. Có một cái lỗi nhỏ là không sử dụng được vân tay thôi. Nhưng mà khuôn mặt thì vẫn sử dụng được nha mọi người, bình thường hết nha, không lỗi gì hết nha mọi người. Về tình trạng bên em có sao báo vậy nha, máy còn nguyên zin áp nha mọi người. Đó, này cái vân tay thì không sử dụng được nha, còn những viên khuôn mặt thì sử dụng bình thường nha mọi người. Samsung S10 bản Nhật 4.800 đã chạy gương quốc tế nha mọi người. Đó, đây camera góc rộng nè, F1 và F2 nè, ok hết nha. Đây camera selfie mọi người. Đó, RAM là RAM 8 nha mọi người, đây RAM của nó đây, RAM 8, màu nhớ là 128 GB. Samsung S10 giá là 4.800.000. Màn hình đẹp 99%, màu xanh nha. Đó, màu xanh. Đây là bản Nhật nha mọi người. Cam kết là hàng chính hãng nha. Bên em bảo hành 3 tháng 1-1 và hỗ trợ trả góp không cần trả trước nha mọi người. Chỉ cần chứng minh bằng lái và chứng minh hộ khẩu nha. Hồ sơ lên khoảng 30 phút là nhận luôn máy nha. Đó. Chân sạc còn mới tin mọi người thấy không? 4.800 nha. RAM 8, màu nhớ là 128 GB nha mọi người. Độ phân giải màn hình là 2K cộng chứ. Màn hình là 6.1 inch. Tấm nền là Dynamic AMOLED. Đó, rất là đẹp luôn. 4.800.000. Này, tiếp theo sẽ là 2K. Hàng này cũng rất là hot mọi người. Samsung S20 FE. Đó, ở bên FE thì con này chip sẽ là Snapdragon 865. Đó, 865, giá bán là 7.2 triệu. Con này thì, cái này là hàng bị bơm bơm gì mọi người, hàng chuyển hoàn á. Nói chung hàng hôm nay chuyển hoàn cũng 7-8 cây mọi người. Tại vì trước cho đến giờ nên cũng nó về từ từ mọi người, nhiều lắm. Nói chung là cái hàng chuyển hoàn em gần hơn 50 đơn mà. Lúc mà dịch á người ta đâu có nhận được đâu mọi người. Đây Samsung S20 FE phiên bản 5G nha. Con này có 5G đó mọi người. Đây là bản U và bản của Mỹ nha. Đó, bản U của Mỹ đó mọi người. Pin con này là 4.500. Đó, pin là 4.500 nha. Hiện tại là chạy Android 11 nha mọi người. Ngoại hình này em quay ngoại hình cho mọi người xem. Ngoài sơn ngoài hình xíu nha. Ngoài hình này khoảng 97-98 nha mọi người. Nhưng mà còn đẹp nha. Đó, có 11 chỗ đây nè mọi người thấy không. Đó, em quay kỹ trước nha. Ok chưa, 7.200.000. Và con này là bản Mỹ thì mọi người biết rồi, chạy con chiếc xe nó gần là 865. Chiếc này rất là ok mọi người. Này, RAM 6128 GB nha. Chiếc xe nó gần là 865 mọi người. Chiếc này rất là mạnh nha. Tại vì con chiếc này là mạnh nhất năm ngoái mọi người. Sau này thì đến là chip 888. Đó. Con này có tần số quét màn hình là 120Hz luôn nha. Đó, tần số quét màn hình 120Hz cho mọi người. Này. Con này có tần số quét cao, nói chung là rất là mượt mọi người. Rất là mượt luôn nha. Đây là cam ga mọi người. Ok chưa? Cam ga quá đẹp. Tiếp theo góc gọng nè. Mọi chức năng sử dụng bình thường nha. Đó, tình trạng thì bên em có quay gõ trực tiếp cho mọi người xem luôn, mọi chức năng sử dụng bình thường hết nha mọi người. Đây camera X3 nè. Đây camera selfie. Đó. Bản Mỹ Samsung S20 FE bản Mỹ, nhớ là 7.200.000 nha mọi người. 7.200. Chiếc xe nó gần 865. Đây. Samsung S20 FE giá là 7.200, chạy công chiếc xe nó gần là 865, màn hình độ phân giải là Full HD thôi. Full HD cộng nhưng mà có tần số quét màn hình là 120Hz nha. Là phiên bản FE có 5G luôn rồi. Samsung S20 FE có 5G luôn nha. Bản của Mỹ đâu rồi, của U nè. RAM 6128 GB. Màn hình là 6.7 inch. Đó. Mà chức năng sử dụng bình thường, 7.200 nha mọi người. 7.200 nha. Tiếp theo sẽ là SAT AWAT G2 mọi người. Này. SAT AWAT G2 thì còn 2 cây thôi. Con này thì bán giá là 2.390. Nhưng mà con chip con này rất là ok mọi người. SAT AWAT G2, con này chip sẽ nói gần là 845 và tần số quét màn hình là 120Hz luôn rồi. Độ phân giải màn hình là 2K. Nói chung là con này là cấu hình rất là khủng mọi người. Cấu hình rất là khủng luôn.
có chống nước luôn nha mọi người. Đó, có chống nước luôn nha. Chuẩn IP68 mọi người. Màn hình là ISO, độ phân giải màn hình là 2K nha mọi người. Đó. Chip Snapdragon là 845 và RAM cũng là RAM 4, bộ nhớ là 64GB nha mọi người. Nói chung màn hình 120Hz rất là mượt nha mọi người. Đó, con này chắc rẻ nhất, giá rẻ nhất mà có màn hình 120Hz mọi người. Độ phân giải màn hình mà được 2K nữa chứ. Được 2K nè. Đó, màn hình này khoảng 9798 thôi. Và giá con này em bán là 2.390.000 nha. 2.390 mọi người. Chỉ 2.390 thôi nha. Đây, một con màu xanh nè. 2.390 mọi người. Ok chưa? Đây, con màu đen. Đó, một con màu đen, một con xanh. Màn hình này khoảng 97 ha mọi người. Nó có xước nè. Nhưng mà chức năng sử dụng bình thường nha, không có lỗi gì hết nha mọi người. Có cứng xước ở đây mọi người thấy không? Nhưng mà mọi chức năng sử dụng bình thường nha. Chỉ 2.390 mọi người. Này phiên bản của Nhật, nhưng mà đây là hàng nội địa của Nhật nha mọi người. Đây là điện thoại chính hãng nha, chứ không phải điện thoại tào lao Trung Quốc nha mọi người. Đó. Chứ điện thoại Trung Quốc làm gì mà có cấu hình khủng vậy mọi người. Bên em bán thì có bảo hành 3 tháng 1.1 nên mọi người yên tâm nha. Bảo hành 3 tháng 1.1 nha mọi người. Bên em ship có toàn quốc nha mọi người. Ok. Ship có toàn quốc luôn nha. Mọi người xem hàng được thanh toán nha mọi người. Được kiểm tra hàng và thanh toán nha. Hàng tới mọi người được kiểm tra và thanh toán nha mọi người. Tiếp theo là con này là iPhone XG lên nhỏ 12, giá bán là 8.500.000 nha. XG lên nhỏ 12 mọi người. Đây là màu xanh min, 8.500.000. Đó là màu xanh min nha. Hình dạng thì bên em có sao quá vậy nha mọi người. Em có lên nhỏ, em nói lên nhỏ nhưng mà vẫn bao men di màn di trong người luôn. Đó, mọi người muốn xài kiểu iPhone 12 nè. Nhưng mà đây là iPhone XG nha, lên nhỏ 12 nha. Còn đây là, đây, cho mọi người vô xem phần giới thiệu. Đây là bản Nhật nha mọi người, 64GB nha. Đó, bản Nhật 64GB. Và pin là còn 91%. Con này sẽ là quốc tế nha mọi người. Bản Nhật nhưng mà quốc tế nha. Bên em bán là bao quốc tế trên diện nha mọi người. Nếu mà máy quốc tế sẽ bao quốc tế trên diện cho mọi người luôn. Không, mọi người không sợ lóc nha. Mà chức năng thì sử dụng bình thường thôi, không có gì hết mọi người. Đó. 8.500.000, 64GB iPhone XG. Lên nhỏ nha mọi người. Hôm nay thì tiếp theo là Bixel. Bixel 3XL mọi người. Đây, Bixel 3XL nha. Đó, Bixel 3XL. XL thì mọi người cũng biết rồi. Đó, màn hình thì OLED. Màn hình BOLED mọi người. Mình sẽ chụp tấm hình cho mọi người xem. Dòng Bixel thì chụp hình mọi người khó nói nè, rất là đỉnh mọi người. Dòng này chụp hình rất là đỉnh luôn. Đó, em sẽ chụp một tấm hình nè. Chụp ngay trên livestream cho mọi người xem luôn. Mọi người thấy không? Đỉnh không? Quá đẹp luôn. Chụp hình như máy ảnh luôn rồi. Đó mọi người thấy không? Chụp hình là như máy ảnh luôn. Xóa phông rất là đẹp mọi người. Dòng Pixel thì chụp hình đẹp lắm mọi người. Thì dòng Pixel này chip là Snapdragon 845 nha mọi người. Con chip này cũng rất là mạnh rồi nha. Và RAM là RAM 4, bộ nhớ là 64GB nha mọi người. Màn hình là hình như là 6 inch. Đó. Pin là 3700. Em nhớ là pin là 3700 nha. Ngoại hình này khoảng 9798 mọi người, có chấm chấm li ti đây nè. Đó. Có chấm chấm li ti đây mọi người. Ok chưa? Này, em quay kỹ cho mọi người xem nha. Giá bán là 3.500.000 mọi người, 3.500.000 nha. Tiếp theo sẽ là con này cũng là phiên bản rút gọn, phiên bản nhỏ thôi mọi người. Pixel 3 và Pixel 3XL. Đó thì nó chỉ một khác là chỉ một cái lớn một cái nhỏ thôi. Đó, một cái lớn một cái nhỏ. Cấu hình này như nhau và khác mỗi pin. Pin con này thấp hơn, pin con này có 2.000 mấy thôi. Nhưng mà giá con này rất là ok mọi người. Chỉ giá là 2.650.000. Này, Google Pixel 3. Google Pixel 3 giá bán là 2.650.000 nha mọi người. Đó. Chụp hình cũng như con kia không mọi người. Hiện tại là chạy anh cho 11 nè mọi người thấy không? Anh cho 11 nè. 2.650. RAM 4 với 64GB. Vẫn là con chiếc Snapdragon là 845 nha mọi người. Đó, chiếc Snapdragon 845 nha. Mọi chức năng thì sử dụng bình thường thôi, không có lỗi gì hết cho mọi người. Con này thì ngoại hình cũng khoảng, con này thì đẹp nè mọi người. Chung khoảng 9899 luôn á, nói chung là còn khá đẹp. Còn khá đẹp nha. Em nghĩ là 99 luôn mọi người. Không thấy một chỗ để chơi luôn. Không có chỗ nào để chơi luôn. Em thấy là không có chỗ nào để chơi luôn rồi. Pixel 3. Chiếc xe gần 845. RAM 464GB. Màn hình là BOLED nha mọi người. Đó. 2.650.
có một cây không rồi, con này cũng là hàng bơm trời, trả về. Hôm nay thì về được một 10 cây iPhone 7 mọi người. Đó, iPhone 7 nè. iPhone 7 thì nói chung là 7 giờ vỏ nó cũng còn xấu rồi, nhưng mà bán giá rẻ một xíu mọi người. Thì vỏ zin nó cỡ đó thôi nha. Đó, người ta sẽ ốp lượng nè. Nó bị chấm 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 li ti mọi người. Nhưng mà đây là màn zin vỏ zin nha. iPhone 7 32 GB quốc tế mang Mỹ nha mọi người. Pin thì đây. Con đầu tiên là pin 89% nè mọi người. Đó, pin 89. Giờ nó bị chấm nhăm nhăm nè mọi người thấy không? Thì nói chung mọi người mua về mọi người xài ốp lưng cũng được nha. Giá bán là 2.990.000 nha mọi người. Đó, 2.990.000 nha. iPhone 7 quốc tế nha mọi người. Nói chung thì tùy theo mọi người thôi. Mọi người muốn mua mấy dòng đời khác mà vỏ đẹp hơn cũng có mọi người. Nói chung thì giá nó có, mỗi con nó có giá hết mọi người, chứ không phải là con nào bán xấu mà tại sao bán giá cao. Nói chung mỗi đời nó có giá hết nha mọi người. Thì mọi người có thể đợi mấy con đẹp lên mọi người mua cũng được. Đó. Thì đây cũng là iPhone 7 nè, 32 GB quốc tế mang Mỹ nè mọi người. Pin con này thì 100% nha. Pin thay mới là bên em sẽ cộng 150 nha mọi người. Bảo hành pin 1 năm luôn. Đó. Và bên em bán là máy là bảo hành 3 tháng 1 đổi 1 nha. Nói chung thì bên em bán một nha, bán một giá thôi. Ngoại hình xấu hay pin cao hấp thì cũng vậy. Tại vì mấy con này pin zin á, còn 7 máy nè mọi người không? Pin zin là còn 7 máy không rồi. Đó. Và cũng là 32 GB quốc tế. Pin zin thì còn 7 máy thôi. Đó. Giá bán là 2.990. Còn nếu mà muốn hai pin á là cộng thêm 150 bảo hành 1 năm. Ok. Đây, tiếp theo sẽ là đây. Anh về bên đây mọi người. Chuyển hướng nha. Em chuyển hướng qua đây mọi người. Hiện tại thì Facebook của em nhiều người nhắn tin quá, nhiều lúc một ngày em thật sự luôn nghe tin nhắn và điện thoại á hơn 500 cuộc gọi mọi người. Nếu mà 4 người bên em làm việc nha. Bên em đến 4 người làm việc mà thật sự là nghe điện thoại một ngày hơn 500 cuộc luôn, em nói thiệt luôn á. Sáng sớm mỗi cái điện thoại là khoảng 100 mấy cuộc điện gọi nhỡ mọi người. Chứ không phải em nói xạo mà tại vì nhiều lúc người ta gọi nhiều quá xong đến hết giờ làm việc là bên em không nghe điện thoại được mọi người. Tại vì có thời gian nghỉ ngơi đúng rồi. Một ngày làm rất là mệt mọi người. Đây, iPhone 8 Plus nha. iPhone 8 Plus 64 GB quốc tế mang Mỹ đúng rồi. Đó thì được 4 cây thôi. 3 cây vàng, 1 cây đen. 8 Plus 64 GB quốc tế mang Mỹ mọi người. À, giá bán là 6.600.000 nha mọi người. Đó, 6.600 nha. Ngoại hình này khoảng 97-98 mọi người. Nói chung mấy con 8 Plus thì nhỏ duyên thì có đó mọi người. Nói duyên thì có đó thôi nha. Này. 6.600.000 iPhone 8 Plus 64 GB quốc tế mã Mỹ. Pin này nhiêu? Pin 82 mọi người không? Có con cao con thấp mọi người. Tại vì em nhập theo cũng ai mà không muốn nhập pin cao mọi người. Nhưng mà không có để cho mình nhập thôi. Đây, tiếp theo sẽ là Samsung A52 mọi người. Đây là Samsung A52 nha. Bản chính hãng 2 SIM. Và RAM là RAM 8 nha mọi người. Bộ nhớ là 128 GB nè mọi người. Tiếp theo là màn hình. Màn hình con này là 90Hz nha. Đây, màn hình là 90Hz nha mọi người. Màn hình là AMOLED nha. Để em chép bảo hành cho mọi người xem đấy, con này có bảo hành nha mọi người. Chép bảo hành cũng nhanh lắm. Mọi người đợi em xíu nha. Khoảng 1 phút thôi. Cho mấy con này chép bảo hành vậy, nhanh mọi người. Đây mình copy số email của mình lại nha. Tại mấy con đề mới em nghĩ là chắc còn bảo hành. Em nhập về cũng chưa chết luôn. Đó, số mấy con này còn bảo hành hãng mọi người. Để em coi còn bảo hành hãng bao lâu nha. Đây chết email. Đó chết email Samsung mọi người. Thì mọi người có thể bấm vô cái trang đầu tiên là kiểm tra thời hạn bảo hành điện tử đúng rồi. Bấm vô. Thì mọi người check email nha. Cái email nãy mình copy mọi người. Và mình dán vô thì nó sẽ có thông số ngày ngày mình kích hoạt nha. Để xíu cho nó vô mọi người, chắc mạng lắc đang live stream á. Ok, tiếp theo sẽ là một cây iPhone Deep Max 256 GB. Đây iPhone Deep Max 256 GB. Con này là mã Mỹ nha. iPhone Deep Max 256 GB mã Mỹ. Để coi bên này bị bao nhiêu. Pin là 92 mọi người. Đó. Được một cây pin 92. Ngoại hình thì còn khá đẹp nha mọi người. Đó, ngoại hình rất là đẹp luôn. Đây mọi người. Ngoại hình khá đẹp luôn. 9899 luôn mọi người. Con này ngoại hình 9899 nha. Chỉ có được một cây thôi mọi người. Giá con này em bán là 12.200.000 nha mọi người. iPhone Deep Max 256 GB quốc tế mà Mỹ, pin 91%, có một cây cuối thôi, 12.200.000. Đó. Mã Mỹ luôn nha, pin 91, à pin 92 chứ nó nhầm. Là pin 92, 12.200. Ok, để qua một bên.
Tiếp theo con Samsung A52 mọi người. Để mình coi giá bảo hành coi. Giá bảo hành coi được bao nhiêu. Đó, mình dán lên nè. Số máy của mình nãy mọi người. Và con này là còn bảo hành. Có sao chưa dài mày ta. Chắc mày đang lắc mọi người. Mạng này đang lắc. Để xíu đi, để qua nó trong tấm thời gian mọi người. Để bấm lại thử. Bị văng ra. Nó bị văng mọi người. Nó bị lắc mọi người chứ không phải nó bị gì đâu. Samsung A52 là còn bảo hành đến ngày 11 tháng 7 2022 nha. Nói chung thì còn bảo hành tháng 7 năm sau nha. Tiếp theo là X9 Lux thì hôm nay được X9 Lux bản Mỹ mọi người. Bản Mỹ thì chip 845 RAM 664GB. Đó, còn một cây màu đen và một cây màu tím mọi người. Bản Mỹ thì chip chip mạnh mọi người. Chip nó mạnh hơn bản Việt Nam và bản Hàn. RAM 664GB, màn hình độ phân giải là 2K nha. Đó. Giá bán là 4.500.000 nha mọi người, 4.500.000. Ở trên nút bản Mỹ. Tiếp theo là một cây iPhone 11 mọi người. Đây. Em sẽ cho coi pin trước. Pin là 91%, iPhone 11, giá bán là 11.900 nha. 11.900 mọi người. Và là mạng Mỹ 128GB. Máy quốc tế nha mọi người. iPhone 11 pin 91. Mạng Mỹ 128GB, máy quốc tế, giá bán là 11.900.000. Đó. Thì ngoại hình nó có bị cứng li ti nè mọi người thấy không? Bị xước đây nè. Đó. Và cái chỗ nào nữa ta? Thì thấy chỗ đó không mọi người? Đây. Thấy chỗ đây thôi. Còn mấy chỗ khác thì không có nha. Đây là Samsung A51. Tiếp là Samsung A51 mọi người. RAM 6 128GB và giá bán là 4.450.000. Con này bản chính hãng hai sim nha. Chính hãng hai sim nha mọi người. Tiếp theo là M32. M32 là máy mới nha mọi người. Máy mới được kích hoạt bảo hành 1 năm nha. Con này thì chưa cua siêu nha mọi người. Và giá bán là 5.350.000. Con này là màn hình AMOLED 6.5 inch, có tần số quét màn hình là 90Hz nha. Và RAM là RAM 8 nha mọi người. Con này là RAM 8 nè, bộ nhớ là 128GB. Con này là máy mới nha. Máy mới chưa cua siêu nha mọi người. Con này pin đến 6.000 rồi nha. Đó. Chip là G80 không rồi. Này chip G80 thôi. 5.350.000. Tiếp theo là Samsung A71 màu đen. Này có hộp luôn rồi. Có hộp với sạc luôn nè. Giá bán là 5.800.000 mọi người. Đây là bản chính hãng 2 SIM nha mọi người. Bản chính hãng 2 SIM. RAM là RAM 8, mỗi nhớ là 128GB, màn hình là 6.7 inch. Pin là 4.500 nha. Pin 4.500 mọi người. Giá bán là 5.800.000 nha. Còn sạc với hộp mọi người. Ok, tiếp theo sẽ báo giá là mấy dòng máy cũ thôi. Tiếp theo là Samsung Galaxy Z Flip mọi người. Z Flip thì máy bảo hành mà hãng 1 năm nha. Con này còn bảo hành hãng 1 năm nha mọi người. Đó, Z Flip 12.900, bảo hành hãng 1 năm. Bản chính hãng 2 SIM luôn. Cấu hình là RAM 8, bộ nhớ là 256GB. Chạy con chip Snapdragon là 855+. 855+ nha. 855 lút đó mọi người. Thì nó sẽ mạnh hơn con chip 855 thường xíu nha. Màn hình cũng là 6.7 inch. Màn hình là tấm nền là AMOLED luôn mọi người. 12.9. Con này còn 5-6 cây được mọi người. Tiếp theo là Mi 10 T Lite. Con này màn hình 120Hz nha. Màn hình 120Hz nha mọi người. Đó. Con này sẽ bán giá là 5.450.000. Con này RAM 6 128GB. Con này pin cũng ok lắm rồi. Cái này thì báo giá lại cho nó nhanh mọi người. Tiếp theo là iPad Gen 6, còn một cây cuối cùng. iPad Gen 6 nha. Chip Apple A10, màn hình là 9.7 inch. Con này phiên bản là 128GB nha mọi người. Giá bán là 7.600.000. iPad Gen 6 7.600. Sony XZ3 còn 2 cây cuối không mọi người. Đây, một lô vừa 30 cây.
Còn hai cây cuối cùng giá bán là 3.150.000 Sony X3 chip 845 RAM 464GB. Không hiểu sao hôm nay còn dư là một cây này, không hiểu luôn. Con này thì Samsung S20 5G. S20 5G con này là bản Mỹ, chip 865 nha mọi người. Màn hình độ phân giải là 120Hz nha. Đó, RAM 12GB, bộ nhớ là 128GB mọi người. Màu xanh, giá là bán là 8.400.000. 8.400.000 nha mọi người. Đây, thì Sony X2 thì hôm qua giờ bán rất là chạy mọi người. Nói chung thì con này là có 2.390.000 thôi. Mà biết được chip là chip 845, RAM 464GB. Đó, có chống nước luôn. Đây là màu hồng phấn với màu bạc. Máy này báo giá lại cho nhanh mọi người. iPhone X 64GB pin 81%. Đó. Còn một cái iPhone X pin 81% thôi, máy Nhật 64GB. Giá là 7.500.000. iPhone 12 mã VN 128GB mọi người. Pin 91%. Đó. Giá bán là 15.300.000. Tiếp theo là iPhone 8 64GB quốc tế bán Mỹ, giá là bán là 4.350.000 nha. iPhone 8 4.350.000 quốc tế bán Mỹ nha mọi người. Đây mấy con này báo giá lại nha. À, Bixel 4 còn 2 cây mọi người. Bixel 4 thì một cây bị chuyển hoàng về, một cây bị bơm mọi người. Còn một cây thì không khách lại, mới hôm nay. Bixel 4 chip 855 RAM 664GB, màn hình là 90Hz. Màn hình là BOLED nha. Đó, 90Hz mọi người. Và giá bán là 5.400.000. 5.400.000 nha mọi người. Tiếp theo là iPhone 11 Go mọi người. 11 Go thì bên em bán giá là 14.300.000 64GB. Còn 26GB là 15.500.000 nha. Đó. iPhone XS thì còn có 3 cây nó hết hàng. iPhone XS 64GB quốc tế bán Mỹ giá là 8.500.000 nha mọi người. Rồi iPhone XS Max. iPhone XS Max thì bán giá là 10.900.000 màu đen, màu trắng, màu vàng, 11.200 quốc tế 64GB mã Mỹ nha. Tiếp theo là Samsung Note 10 Plus bản hàng, giá là 9.800.000 mọi người. Note 10 Plus bản hàng 9.800.000 nha. Con này thì có 5G mọi người, bản hàng có 5G. RAM 12, bộ nhớ là 256GB. Đó. Có 5G luôn nha. RAM 12, bộ nhớ 256GB mọi người. Giá bán là 9.800.000. Còn màu đen hơn 3 cây. Tiếp theo là Samsung X9 bản Mỹ. X9 bản Mỹ thì bên em bán giá là này là trên bên Mỹ chip 845 RAM 464GB, màn hình độ phân giải là 2K cộng nha. Màn hình là tấm nền là AMOLED nha mọi người. Giá bán là 3.400.000 nha mọi người. 3.400.000. Tiếp theo Sony X1. X1 thì còn vài cây nữa hết hàng. Sony X1 giá bán là 4.990.000. Giá là không bảo hành nha mọi người. Còn bảo hành là 5.600.000 nha. Đó. Sony X1 màn hình độ phân giải là 4K nha. Độ phân giải màn hình lên đến 4K nha mọi người. Nên rất là đẹp luôn. Đó, độ phân giải màn hình là 4K nha. Và chip 855 RAM 664GB. Giá bán là 4.990.000. Còn nếu mà có bảo hành là 5.600.000 mọi người. Đây là Sony X2 Premium. X2 Premium thì cấu hình màn hình là độ phân giải màn hình là 4K luôn rồi. Nhưng mà con này chạy chip sẽ nó gần là 845 thôi. Con này RAM 64GB. Giá bán là 3.250.000 nha. Đó, độ phân giải màn hình là 4K luôn rồi. Có hai màu thôi. Tiếp theo là Google Pixel 3a XL. 3SL thì bán giá là 2.950.000 mọi người. Đó, Pixel 3SL. Em còn được vài cây nữa hết hàng rồi. Đó. Màu đen không mọi người, chỉ còn màu đen thôi nha. Chip 670 RAM 464GB, pin là 3.700. Này Samsung Galaxy Z Flip bản Mỹ nha mọi người.
bản Mỹ bán giá là 11 triệu 9. Đó, 11 triệu 9 nha, Samsung Galaxy Z Flip bản Mỹ. Màn hình khoảng 9899 nha mọi người. Mà chức năng thì sử dụng bình thường thôi, không có gì hết mọi người. Đây là Samsung A90 5G chip 855 GB 6128 GB, giá là 5,3 triệu. Samsung A6 cộng, con này bán giá là 2.550.000 nha. Thì hôm nay bên em cứ đây thôi mọi người. Cảm ơn mọi người xem buổi livestream của mình nha mọi người. Mọi người hãy cho em một lượt chia sẻ nha. Bye bye, hẹn mọi người tập clip tiếp theo.